qua năm mới cận kề, người xa trở về gia đình đoàn tụ, con cháu đông đủ đón rước ông bà sửa soạn cửa nhà gọn gàng năm mới. Đầu năm mừng tuổi chúc khắp mọi người một năm tươi vui hưởng nhiều lộc phước, sức khỏe làm trước mới đến tiền tài trẻ già gái trai sống đời sung sướng. Tôi về nơi ấy chân đê, khúc sông quê một thời phiêu dạt, đất bãi bồi ven sông vẫn hát, bản nhạc nào con sóng gọi tên. Cho tôi về nơi ấy đã lớn lên, tu hú kêu tháng năm mùa vải, ôm câu hát từng đêm khắc khoải, nước mắt con cò gánh gạo triền sông. Cho tôi về ước trọn niềm mong, tìm lại câu thơ ngày xưa dang dở. Nước cứ trôi bên bồi bên lở, sóng tìm mình trong bãi đất quê hương. Trên đây là cảm xúc của tác giả Cao Thị Nhài, nhớ về một làng quê, nơi tác giả đã sống những năm tháng tuổi thơ để lớn lên ở đó. Có lẽ cũng chẳng khác những tình cảm của những người con đang sống xa quê, nhớ về quê hương, nơi mình được sinh ra, trông nhau cắt rốn, nhất là những ngày Tết đến xuân về. Tuy sống xa quê, nhưng các anh các chị luôn hướng lòng mình về đây, để mà thương mà nhớ. Nơi đó đời con có mẹ thầy, đã cùng khổ cực đắng cùng cay, nuôi con với cả bầu sinh lực, nắng hạ mưa giông tháng lại ngày. Công ơn của những người mẹ người cha dành cho các con rộng lớn nhường bao. Xuân 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 về rồi, xuân 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 về rồi. Bao niềm vui đang dâng tràn khắp nơi, mang bao nhiêu niềm vui bao nhiêu tình yêu ta đón xuân. Bao cụ già bao em ta vui cười, mong mọi người luôn luôn được yên vui. Ta cùng nhau chúc xuân, cùng nhau chúc xuân và chúc và chúc xuân. Tết ơi Tết ơi Tết, Tết ta đến rồi cười vang đất trời. Tết ơi Tết ơi Tết, cánh em tung tăng về ôm nắng mới. Có mây thắm phơi phới như mắt em thơ chờ mong áo Tết. Ta hãy chúc cho nhau năm mới đầy an khang hạnh phúc. Tết ơi Tết ơi Tết, Tết ta
sáng mới. Đó mái tóc phơi phới như mắt em thơ chờ mong áo Tết. Ta hãy chúc cho nhau năm mới này an khang hạnh phúc. Việc con cháu tổ chức mừng thọ cho mẹ, cha, ông bà khi các cụ đến tuổi 70, 80, 90 là xuất phát từ truyền thống của dân tộc ta. Bác Hồ, vị lãnh tụ của dân tộc ta, đã từng nói về vị thế của người già. Đối với gia đình, với tổ quốc, phụ lão có trọng trách là một tôn trưởng. Đối với xóm làng, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Cụ Đỗ Mười, nguyên là tổng bí thư, cũng đã đánh giá về các cụ cao tuổi. Các cụ là những người từng trải, có nhiều kinh nghiệm, nay tuy tuổi cao nhưng vẫn nhiều tâm huyết với vận mệnh của đất nước, với tương lai của dân tộc, của thế hệ trẻ. Con cháu chúc thọ phụng dưỡng ông bà cha mẹ để các cụ sống lâu sống khỏe, vừa là thể hiện đạo hiếu với các đấng sinh thành, vừa có ý nghĩa lớn đối với cả xã hội. Từ ngày Hội Người Cao Tuổi Việt Nam được ra đời năm 1995 đến nay, việc mừng thượng thọ cho các cụ là hội viên tuổi bạc tuổi vàng năm nào cũng được thực hiện. Lòng con chành nhớ những ngày xa xưa. Mẹ cha giàu dãi nắng mưa, nuôi con khôn lớn. Sớm trưa nhằn quê nghèo, nhà đói quanh năm. Miếng khoai mẹ nhận, cơm phần cho con. Quê mình khói lửa đàn bom, cõng con chạy giặc, lại còn chạy ăn. Cò mẹ tảo tần, họ hàng làng xóm đỡ đần cũng qua. Nay nhờ ơn Đảng cho ta cơm no áo ấm, nhà nhà vui tươi. Chúng con nay trưởng thành rồi, vẫn ghi nhớ
nhớ mãi những lời mẹ cha. Sinh thành công mẹ công cha, công ơn của Đảng cho ta nên người. Con mừng tuổi mẹ, mẹ ơi, trong hương hoa của đất trời mùa xuân, hoa dâm.
cha cho chữ trí chữ tâm, ngẫm suy ghi tạc bước chân đời đời. Mẹ cho chữ hiếu chữ trung, sống vui sống khỏe mãi cùng cháu con. Dù cho cuộc sống con mong cha mẹ không còn buồn lo, gia đình dù nhỏ dù to, cháu con cũng đã chăm lo một nhà. Bởi công của mẹ của cha, việc lớn việc nhỏ còn non trẻ, không cậy to chẳng ngại bé bao giờ. Tất cả đều theo lời dạy mẹ cha, chúng con ước mong mẹ cha luôn khỏe. Cha tươi cười và mẹ luôn vui. Chúng con mãi mãi ơn người, đó là hạnh phúc. Về chia vui với cụ hôm nay, có đông đủ bà con, họ hàng nội ngoại, các cụ đồng niên, đồng tuế, các vị thông gia, các con cháu trong thân tộc. Người gọi cụ là bác, là cô, là bà. Có các bạn bè thân hữu với các con cháu trong gia đình. Ngày xuân cùng tụ hội, họp vui mừng thọ người thân, mọi người ngồi quanh bàn tiệc, nâng cốc bia thơm chúc thọ già. Từ nguồn đạo lý rất sâu xa, người già lẽ sống tường thông tỏ, lớp trẻ đường đời sẽ trải qua. Cùng hội đồng niên con cháu cả, chúc già trường thọ bậc mẹ cha. Nêu mãi gương đời gương tình nghĩa, con cháu phát huy giữ đạo nhà. Nâng cốc bia vàng chúc cho nhau đời đẹp tự xuân thắm sắc màu, đá vàng còn đó in gìn giữ đạo nghĩa tổ tông mãi bền lâu. Nhớ ơn tiên tổ
ơn mẹ cha. Đạo lý luân thường nhắc nhủ ta, ai thuở đau thương từng nếm trải, ai thời gian khó đã kinh qua. Hạnh phúc gia đình nay đầm ấm, con cháu sum vầy thắm đẹp hoa. Uống nước nhớ nguồn luôn tản già, hiếu nghĩa vẹn tròn tiếng thơm xa. Nhân buổi mừng vui chúc ông bà, nhờ ơn tiên tổ bốn mùa hoa. Chúc tình cốt nhục càng sâu lắng, tương liên gắn bó nghĩa đậm đà. Giữ đạo hiếu chung đời tiếp nối, theo gương cần kiệm kế ông cha. Đại gia phúc thêm đẹp đời thêm đẹp, đời đẹp là xuân của mọi nhà. Mừng xuân tuổi già xuân cháu con, những lời tâm huyết nghĩa vương tròn. Chúc tình đầm thắm cùng năm tháng, đẹp mãi tình đời đẹp nước non. Chúc quê đẹp mãi mùa trái ngọt, gắn bó vẹn đời tấm lòng son. Yêu nước thương dân vâng ý bác, trung thành theo đảng mãi chẳng mòn. Xuân về đất nước nở muôn hoa, mừng cụ thành viên của quê nhà. Cay đắng ngọt bùi từng nếm trải, khó khăn gian khổ đã kinh qua. Dạy dân con cháu đường hiếu nghĩa, phụng dưỡng mẹ cha giữ đạo nhà. Tuổi trẻ đã qua đến tuổi vàng, tuổi lai hy đó vẫn an khang. Thời gian để lại xương pha tóc, ngày tháng đi qua vẫn sạm da. Con cháu dạng danh người nối dõi, cha ông mát mặt kẻ khơi dòng. Trăm năm trăm tuổi mừng hai cụ, song hỷ vuông tròn chọn cuộc duyên. Đẹp thay măng mọc cạnh tre già, trong tiếng nhạc xuân mãi ngân xa. Một cảnh nên thơ chiều bóng xế, đôi niềm gợi cảm tháng ngày qua. Phải chăng sâu nặng tâm tình trẻ, hay bởi ấm nồng lúc tuổi già. Hướng tới chân trời nhiều thế hệ, tương lai rạng rỡ nước non nhà. Hey.
Trong cảnh gia đình, một nhà khúc đồng hồ đông đầy xuân hòe quê cuộc đời thắm xuân. Vây quanh cụ giờ đây, ngoài các cụ đồng bậc, chị em, anh em với cụ, còn lại là đông đảo các con, các cháu. Có thể nói, cụ được ngồi giữa một vườn hoa đẹp, thắm sắc, tươi màu, trong niềm vui viên mãn của đại gia đình, con cháu. Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay, được các con các cháu chắt dâu rể tổ chức mừng thọ, tặng quà nhân ngày xuân về. Có lẽ cụ không thể không nghĩ đến cuộc đời mình đã trải qua mà rớm lệ tự hào, vì thế hệ con cháu hôm nay đã và đang nối bước cha ông, tạo dựng nên một thế hệ, một trang vàng sự mới.